nay mình sẽ diễn cho các bạn xem một bài ảo thuật mới, đó là bộ Invisible. Thì cái bộ này mình gọi nó là đón ý nghĩ của khán giả. Thì khi khán giả chọn bất kỳ con nào thì lá bài của khán giả nó sẽ lộ ra. Thì bằng cách khi khán giả chọn bất kỳ một con nào thì mình sẽ sàng ngửa bộ bài ra và cái lá bài của khán giả nó sẽ ốc lại khi chúng ta trải bộ bài ra. Rồi ví dụ mình sẽ chọn ra bất kỳ một con nào ha. Ở đây mình sẽ rút ra một con bất kỳ. Rồi con đây là con sáu bích. Ví dụ khán giả chọn con sáu bích, mình sẽ lấy cái bộ bài ra. Rồi mình sẽ trải bộ bài ra và cái lá sáu bích của khán giả nó sẽ ốc lại. Con thấy trong bộ bài tất cả đều ngửa và riêng chỉ có một lá. Bài dốc. Hay là mình sáu bích.